luôn, chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC trong ngân sách khoảng 47 triệu anh em nhé. Và bộ này thì mình dựng một số linh kiện là có theo cái yêu cầu của khách. Đấy thì mình sẽ show cho anh em xem là những cái linh kiện nào mà mình dựng theo cái yêu cầu của khách. Đầu tiên đó là khách yêu cầu là phải có con H5 Elite anh em nhé. Thì cái mã H5 Elite này là một cái mã vỏ mà đã từ rất lâu rồi mình chưa lên anh em ạ. Và mình rất là vui khi mà có khách đặt con vỏ này. Đấy thì hôm nay là mình sẽ lên lại con vỏ này cho anh em xem. Đây thực sự vẫn là một cái mã vỏ mình rất là thích. Tuy nhiên thì có thể là đợt gần đây thì anh em ít quan tâm đến NZXT hơn. Đấy thế thì là hôm nay là mình sẽ mang cái NZXT trở lại cho anh em. Và H5 Elite là một cái mã vỏ mà nó thuộc phân khúc cao cấp của dòng H5. Nó sẽ có sẵn là hai fan F440 ở đằng trước anh em nhé. Và đấy là hai fan LED và nó kèm cả hub luôn. Thì phải lên hình cơ, con đấy phải lên hình thì anh em mới hình dung được là nó như thế nào. Tiếp đến ấy, là khách yêu cầu là linh kiện thì là màu đen, vỏ thì là màu đen, nhưng cạc thì lại là màu trắng. Đấy, thế nên là mình có dựng cho khách một con 4070 Super. À, khách yêu cầu là phải là 4070 Super anh em nhé. Và đây là lần đầu tiên mình lên cái phiên bản Asus Duo nhưng mà là màu trắng. Thì mình sẽ mở con cạc này ra cho anh em xem, để xem là cái Asus Duo màu trắng thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đấy. Mã này thì mình thấy là trong cái hình minh họa ấy, thực chất nó là màu trắng nhưng mà nó là hơi đen đen, kiểu nửa đen nửa trắng ấy, chứ không phải là full trắng hoàn toàn. Và cái dòng Duo là cái dòng mà mình rất là thích về cái phần thiết kế của dòng Duo của Asus năm nay. Dòng Duo mới này rất là đẹp. Đây là con cạc của chúng ta. Và bên Asus có chia sẻ mình ấy là cái dòng hai fan của Asus này, cái dòng Duo này, thậm chí là một số con nó còn kích thước nó còn to ngang với cả một số con ba fan mà nhỏ ấy. Đấy, anh em thấy là nó khá là dài. Đây là một cạc hai fan thôi nhưng mà nó khá là dài, và có khi là nó dài bằng những cái mã mà ba fan nhỏ kiểu như là con Gigabyte Eagle ấy, kiểu 4070 Gigabyte Eagle, có khi là cái con này nó còn dài hơn. Đấy, và anh em thấy là đây là mặt trước của nó là hai cái fan rất là to, và nó là hai fan theo công nghệ Asiatec. Asiatec thì anh em biết rồi, đây là cái fan mà nó có cái viền ở xung quanh. Đấy thì nó sẽ tập trung gió hơn này, xong rồi nó tăng lưu lượng gió này, và nó chống gãy cánh. Và mặt trước thì anh em thấy là tuy đây là một cái mã cạc trắng ấy, nhưng mà cái nó sẽ chỉ là tầm khoảng chỗ này là 3/4 của cái cạc nó sẽ là màu trắng, còn 1/4 bên trên này thì nó lại là màu đen. Đấy, nhưng mà đen của nó không phải đen xì xì hẳn, mà nó làm đen theo kiểu là đen kiểu dạng trong suốt anh em. Anh em có thể nhìn được bên trong đó, anh có thể nhìn thấy là những cái phần heat sink ở bên trong này. Đấy, thì đây là một cái thiết kế rất là hay của Asus. Và năm nay dòng Duo mình thấy là nó bo cong hơn, nó sẽ không bị kiểu vuông thành sắt cạnh như là dòng Duo trước. Về mặt hông thì chúng ta sẽ có là một cái đầu cấp nguồn 16 pin chuẩn mới này. Và thiết kế này thì nó cũng như màu đen thôi, nhưng mà chỉ cái là cái phần bên trên nó sẽ là màu trắng. Heatsink thì ở đây, heatsink đây, nó sẽ hở một chút ra. Backplate thì là full trắng này anh em nhé. Đó, và nó sẽ chỉ hở một chút ở đây thôi. Bởi vì là cái dòng 4070 Super này nó rất là mát, thế nên là chỉ cần tản nhiệt như là con này là rất là mát rồi. Và một số chuyên gia thì có đánh giá là cái dòng Asus Duo là cái dòng hai fan mà có cái dàn VRM nó xịn nhất phân khúc. Đấy, thế nên là cái việc tản nhiệt và cái nhiệt độ khi mà hoạt động anh em gần như là không phải lo lắng gì cả. Backplate thì mình thấy là nó làm cũng đơn giản thôi. Mặt dưới này, phía sau thì chúng ta sẽ có là 3 cổng DisplayPort và 1 cổng HDMI theo đặc trưng truyền thống của Asus. Đấy, như vậy là mình sẽ dùng cái con cạc này, và mình nghĩ là cái cạc này ấy, nó sẽ khá là hợp với cái cấu hình và cái vỏ ngày hôm nay. Bởi vì là NZXT thì nó cũng theo cái trường phái gọi là tối giản gọn gàng. Đấy, thì con này nó cũng là một cái mã cạc mà nó không bị to quá, và nó cũng khá là đẹp, hiện đại. Thì mình nghĩ là nó sẽ là hợp với con H5. Rồi mình sẽ bỏ con cạc ra một bên. Về phần cấu hình chính thì khá là ngon lành em nhá. Mình sẽ có một con main Z790 PG Lighting của Adobe. Tại sao mình chọn con này? Bởi vì là cái chip ngày hôm nay là mình dùng là con Core i7, thì đương nhiên là mình phải dùng một con main Z790 tốt một chút rồi, thì chạy với con Core i7 nó sẽ ok hơn. Và đây là một cái mã main mà rất là ngon, bổ rẻ rồi. Con này thì là dưới 6 triệu là anh em có một con Z790 này, dàn VRM ngon, 16+1 Doctor Mode này, có cả Wi-Fi, có cả Bluetooth và chạy RAM DDR5. Và có một cái điểm mình thấy là nó khá là hợp với con H5 ngày hôm nay, đó là cái phần giáp của nó rất là phẳng. Anh em nhìn này, đó, phẳng này, đen xì xì và rất là tối giản. Thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái H5 Elite ngày hôm nay. Thì mã này mình cũng lên rất là nhiều lần rồi, mình sẽ show qua cho anh em xem về cái phần
ngoại hình thiết kế nó thôi. Đấy, còn một lát nữa là lên hình nó như thế nào thì mình sẽ sâu kỹ hơn cho anh em xem. Và cái phần RAM là một cái phần mà mình cũng rất là ưng luôn, bởi vì là nó sẽ rất phù hợp với những cái cấu hình mà kiểu dạng tối giản như này. Cặp RAM T-Grade của Team Group, đây là cái cặp Xpert 32GB, hai thanh 16 bớt là 6000, và đây là hai thanh RAM lùn màu đen và thiết kế cực kỳ phẳng và tối giản. Đấy, thì nó cũng rất hợp với cái bộ ngày hôm nay theo cái phong cách là phẳng và tối giản. Thì nó hợp như thế nào thì một lát nữa là cứ phải lên cây anh em, chứ còn bây giờ thì mình cũng đang chưa hình dung được là nó như thế nào. SD thì mình dùng 1T, và đây là mã Xemi Future Eco. Đây là một cái mã SD rất là cơ bản để cho anh em kiểu cài win, cài game, làm việc nhẹ nhàng đều rất là ngon lành. Và hiện tại thì con này tốc độ và tầm giá còn đang rất là tốt. Con này hiện tại thì chỉ khoảng 1.590.000 thôi. Con này mình đang bán giá khá là tốt anh em nhé. Anh em nào mà thích mua lẻ thì có thể liên hệ mình. Về phần chip thì anh em biết rồi nhé. Chip thì là con Core i7-14700K rồi. Con này đợt này mình spam rất là nhiều rồi, thì mình sẽ không nhắc thêm về con này nữa. Nói chung là cả đa nhân và cả đơn nhân thì đều ngon hơn là 13700K, và giá thì không chênh nhiều, thì anh em nên lấy con này thay vì là 13700K. Về phần nguồn, đây, nguồn thì lâu lắm rồi mới lên lại cái mã nguồn này. Đây là nguồn NZXT, vỏ NZXT và nguồn NZXT luôn. Và mình có con C750 Bron của NZXT. Và cái mã này thì đợt này mình rất là hay là soi cái phần này, rất là hay soi cái phần là cái giải điện áp của nó ấy. Thì con này là từ 100 đến 240V. Đấy, thì rất là phù hợp với anh em nào mà kiểu như là ở tỉnh này, hoặc là ở những nơi nào mà có điện yếu ấy, thì dùng con này sẽ rất là ngon lành. Anh em sẽ không sợ bị sụt áp. Đấy, và đương nhiên là 750 Bron thì sẽ chạy tốt với cả 4070 Super rồi, bởi vì là cái dòng mới thì nó rất là nhẹ điện và nó rất là mát. Đấy. Về phần tản nhiệt thì nó cũng cực kỳ hợp với cái bộ ngày hôm nay luôn. Đấy, nói chung là hôm nay thì nó thiết kế theo dạng là phẳng tối giản vuông vức. Đấy, và con tản ngày hôm nay thì nó cũng rất là vuông vức luôn. Anh em có thấy là đây, phần bờ lốc thì cực kỳ đẹp, tinh tế, vuông vức này. Phần fan thì cũng vát rất là vuông vức luôn, phẳng, đẹp, tối giản này, không có led này. Đấy, và cái bờ lốc này thì nó là đặc trưng của Deepcool rồi, signature rồi. Thì hôm nay là mình sẽ dùng con LT520. LT520 thì nếu mà chạy với i7 thì có khả năng là nó sẽ hơi đuối một tí, nhưng mà mình cũng hết cách rồi, bởi vì là khách dùng con H5 Elite, mà H5 Elite thì trên nóc chỉ lắp được 240 thôi. Mà cái tản 240 mà nó có hiệu năng trên giá thành tốt ấy, thì chỉ có con LT520 này thôi. Vừa đẹp vừa hiệu năng tốt mà lại giá lại hợp lý. Đấy, thì mình sẽ dùng con này. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay. Thì mình nghĩ là bộ này nó khá là đẹp ấy. Bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó như thế nào. Rồi, chiến ơi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em ngó qua một chút về cấu hình sử dụng vỏ H5 Elite, và rất lâu rồi mình mới lên lại cái vỏ H5 Elite này. Và thực sự là sau khi mà lắp lên thì nhìn vẫn rất ok anh em ạ. Vẫn rất đẹp luôn. Anh em ngó qua một chút về tổng thể. Đây là một bộ PC mà nó không quá lè lẹt, nó khá là ít led. Anh em sẽ chỉ thấy led ở hai cái fan trước. Hai fan trước là hai fan 140 đi kèm anh em nhá. Đây là fan F140 của NZXT. Nhưng mà bản thân mình ấy, thì mình thích cái dòng fan cũ của nó hơn, là cái dòng AR2 ấy. AR2 thì nó mang lại cho mình nhiều cảm xúc hơn. Chứ còn cái dòng F140 này thì nó là một cái ring tròn khá là đơn giản, và nó kiểu hơi bị out meta đấy anh em. Thì hy vọng là sắp tới NZXT sẽ có một cái phiên bản fan mới hơn và đẹp hơn. Và cái H5 Elite này thì nó sẽ có những cái điểm khác với H5 Flow. Hai cái fan đi kèm là một điểm khác rồi anh em nhé. Và cái điểm khác tiếp theo đó chính là cái mặt trước, nó là mặt kính anh em nhé. Còn H5 Flow thì cái mặt trước nó sẽ là mặt lưới. Còn lại thì hai con vẫn sẽ có một cái fan rất là đặc trưng. Đây chính là cái fan thổi xéo của dòng H5. Thì cái fan này nó sẽ lấy thẳng cái khí tươi ở dưới đấy, thổi thẳng cho cái cạc đồ họa. Thế nên là cái cạc đồ họa ngày hôm nay nó sẽ rất mát. Và ở dưới cái fan này nó đã có cái lưới lọc bụi rồi anh em nhé. Thế nên là anh em không phải quá lo lắng về cái vấn đề mà cây nó có bị bụi hay không. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ngó vào bên trong. Bên trong cái phần nội thất ấy, thì về cái cách bố trí fan thì mình có tặng thêm khách là một cái fan sau. Đây là một cái fan sau không có led. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là mã này thì nó có thêm một cái fan sau, nhưng mà khi mở ra và khi lắp thì nó lại không có. Thế nên là mình có tặng kèm thêm khách một fan 120 để lắp ở phía sau để tăng cái khả năng làm mát nhất có thể. Còn lại bên trong thì mình sẽ có một cái tản LT520. Đấy, nói chung là
Nếu mà khách dùng i7 mà thích dùng H5 thì có lẽ là cái giải pháp LT520 là cái tản nhiệt ổn áp nhất trong cái phân khúc 240, giá tiền hợp lý. Chứ còn nếu mà tầm này anh em tìm một con 240 khác mà có hiệu năng hơn con này thì khả năng là giá nó rất là cao anh em nhé. Còn LT520 hiện tại thì chỉ khoảng hơn 2 triệu một tí thôi là anh em đã có một con tản nhiệt nước hiệu năng rất là cao rồi. Và đây vẫn là cái block nước đặc trưng của nó. Đây, anh em nhìn này, rất rất đẹp luôn. Nói chung là cái block nước này thì mình lên không biết bao nhiêu lần rồi, thế nên là mình sẽ chỉ quay lại cho anh em xem thôi. Hai con fan là hai con không có led. Và con vỏ H5 này nó có một cái đặc thù, đó là nếu như mà anh em nào mà lắp rát này, lắp fan này thì nó sẽ che gần như là toàn bộ cái phần DJ ở bên trên anh em nhé. Đấy, nó sẽ bị lẹm xuống khá là nhiều, thế nên là khi mà lắp vào thì anh em sẽ che được rất nhiều dây, thì trông cái cây nó sẽ clean và gọn gàng hơn rất là nhiều, kiểu như là sẽ không bị nhìn thấy những cái dây vắt lên đó. Tiếp đến là về phần main thì mình cũng chọn được cái mã main khá là phù hợp với con vỏ ngày hôm nay, theo cái phong cách là phẳng và tối giản, đó là con Z790 PG Lighting. Thì anh em có thể thấy là cái phần giáp của nó rất là phẳng này, đơn giản này đó, và nó theo một cái tông gọi là tông màu đen ngầu luôn, chứ nó không bị kiểu pha xám hay là pha camo như là con Steel Reason. Và hai anh ram thì rất rất đẹp rồi, anh em nhìn này, con ram Decred hai thanh 16GB, tổng dung lượng là 32GB ram và bớt là 6000. Thì nếu như mà làm việc ấy, thì anh em chạy hai thanh thì nó sẽ ổn định hơn là anh em cắm 4 thanh. Và hai thanh này thì nó có một thiết kế phẳng này, lùn này, tối giản này, có một cái chữ Tigrate là theo cái đường in kiểu như là vàng gold đấy, nó theo cái phong cách của dòng Pro Art. Anh em sẽ thấy là có những cái thiết kế khá là tương đồng với cái dòng Pro Art. Và cái card đồ họa ngày hôm nay cũng là một cái điểm nhấn anh em nhé. Nói chung là cả bộ PC thì đang là màu đen nhưng mà cái card thì nó lại là màu trắng, tuy nhiên thì nó sẽ có 1/4 đấy, 1/4 của cái card thì nó là màu hơi ghi xám, chứ không phải là tất cả đều là màu trắng. Thì mình thấy là con Asus Duo này lắp vào cái bộ này thì trông nó cũng không bị lạc tông lắm. Và cái card này nó rất là mạnh anh em nhé. Đây là con 4070 Super. Đấy, thì nó sẽ mạnh hơn là con 4070 thường. Thì với cái mã card này và với 12GB RAM thì anh em có thể làm việc, có thể chơi game rất là ngon lành. Và cái nhiệt độ của nó thì rất là mát luôn. Đây, mình sẽ quay lại tổng thể của cả bộ PC với cái card ngày hôm nay. Đấy, thì anh em thấy là vẫn khá là ổn áp, không hề bị lạc tông một tí đâu cả. Còn anh em nào mà thích kiểu chuẩn chỉnh hơn, đẹp hơn thì có thể đổi sang cái bản 4070 Super màu đen. Đó, thì trông cái cây nó sẽ liền lạc hơn và nó sẽ đen ngầu hơn rất là nhiều. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái bộ PC ngày hôm nay. Anh em nào mà có nhu cầu làm việc cần cấu hình mạnh mà cần thiết kế đẹp tối giản thì có thể tham khảo bộ này. Đấy, thì hôm nay chắc dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.